Thưa quý vị, cũng trong chiều qua ngày 18 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam đã tiếp đoàn công tác tập đoàn CP tại Thái Lan và công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam do ông Benjamin Chiara Vanon, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Suan Mahalab thuộc tập đoàn CP làm trưởng đoàn, đã tìm hiểu tình hình phát triển vườn cây ăn trái, nhu cầu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Bến Tre. Tại buổi làm việc, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bến Tre đã giới thiệu với đoàn về tình hình quản lý cây giống, xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Bến Tre có hơn 26.000 hecta cây ăn trái, sản lượng 310.000 tấn. Với các cây trồng quan trọng như bưởi, xoài, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, tỉnh đã thẩm định công nhận 122 cây đào dòng, 643 vườn cây đào dòng. Toàn tỉnh có khoảng 7.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống, ước sản xuất từ 30 đến 30 triệu mắc ghép mỗi năm. Đối với việc xây dựng mã số vùng trồng, Bến Tre hiện có 5 mã số vùng trồng nội địa, diện tích hơn 99 hecta, cung cấp cho thị trường trong nước 27 vùng trồng được cấp 54 mã số, diện tích hơn 400 hecta, phục vụ thị trường xuất khẩu trên các loại cây trồng bưởi da xanh, chôm chôm, xoài, sầu riêng và nhãn. Cùng 3 doanh nghiệp được cấp mã số đóng gói xuất khẩu các thị trường, chủ yếu là Hoa Kỳ, Thái Lan, New Zealand, châu Âu và Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết thêm, Bến Tre có hai thế mạnh về kinh tế là kinh tế vườn và kinh tế biển. Đối với sầu riêng, được trồng tập trung tại huyện Chợ Lách, Châu Thành. Hiện nay, Thái Lan là nước có nền nông nghiệp phát triển trước, nên tỉnh cũng mong muốn trong tương lai, nông dân, cán bộ tỉnh có cơ hội tìm hiểu, học hỏi thực tế để đáp ứng đúng yêu cầu thị trường, đặc biệt là có sự liên kết để tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tiếp tục phát triển các hoạt động đầu tư tại tỉnh. Đoàn công tác tập đoàn CP đã chia sẻ quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản của người Thái trong thời gian qua. Trong đó, hiểu biết về giống cây trồng để canh tác phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng là rất quan trọng, giúp nâng cao chất lượng nông sản. Để xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản thì nhà nước phải định hướng trước. Công ty sẵn sàng làm đầu mối, liên kết giao thương cho nông sản của Bến Tre. Với mối quan hệ hữu nghị hợp tác trong thời gian dài, trong khả năng, công ty đều sẽ hỗ trợ Bến Tre hết lòng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cảm ơn đoàn công tác đã dành thời gian đến tìm hiểu về vùng trồng sầu riêng của tỉnh để giúp nông dân Bến Tre qua trao đổi có nhiều điểm có thể gắn kết. Vì vậy, ông mong muốn trong tương lai, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển.